uống gì? Trà đá. Chị ơi, cho một ly trà đá. Ê, Thu Phong, bà tính là không đi công viên nước thiệt á hả? Không có được đâu, bà mà không đi làm sao mà chú giám đốc gặp tụi tôi được. Cái gì? Mình đi chơi thôi, rồi ông đó làm gì? Thôi, tụi mình cùng nhau đi công viên nước đi. Thu Phong nói là Thu Phong đi mà. Suy nghĩ lại rồi, không thể xem thường thành ý của chú giám đốc được. Với lại, cũng có chuyện phải nói với Khôi khi tới đó. Nói chuyện gì? Thì cứ đi đi rồi từ từ nói. Bây giờ nhức đầu quá à, quên mất tiêu rồi. Nè, khi mà tới đó, tụi mình sẽ được ở phòng miễn phí đó. Được đó. Chuyện với tôi chút nha. Có chuyện gì nói đi. Nói ở đây á hả? Khánh ơi, chị Ngọc Khánh gọi kìa. Ờ, đúng rồi. Cái con cáo đó làm sao mà biết tìm đến tận chỗ này chứ? Trời ơi, đẹp quá, thích quá. Trời ơi, đúng là có tiền là khác luôn á. Ở đây một đêm không biết nhiêu tiền vậy trời. Chỗ quan cảnh cũng đẹp lắm. Đã quá. Ê ê, bao giờ chú giám đốc tới đây vậy? Tối nay, rồi sẵn tiện gặp tụi mình để bàn công việc luôn. Tối nay lần hả? Tiếc ghê á, Hà đã định diễn tiểu phẩm cho chú giám đốc coi. Tiếc cái gì chứ, người ta đến bàn công chuyện á thì bàn cho đàng hoàng đi. Thôi, mình đi chơi chuyện nước đi. Đương nhiên rồi, đi luôn đi. Thôi, tôi đi sao cũng được. Mỹ Hà, tụi mình đi ăn cái gì đi. Ờ đúng á, đi bún mì, ra đường bún mì ăn nha, chờ chút. Chị Khánh, hay là mình cũng đi ra ngoài ăn đi. Chị lẽ đến đây chị ăn bánh mì thôi. Sao vậy ta? Có một viên nước rồi trốn nhân hồng là sao? Để em lên kêu tụi nó xuống nha. Ờ. Chị sao vậy? Chị say nắng hả? Em lên lấy khăn cho chị nha. Khó khỏi. Không sao lắm, em đi nhanh lắm nha, để em tiếp. Cái gì vậy? Tự nhiên không đi công viên nước, ngồi đây đánh cờ là sao? Cũng không có thích bơi. Thì không thích thì phải làm cho mình thích chứ. Nhốt mình trong phòng là sao? Trời ơi, chơi xong rồi đi bơi, có chết tay nào đâu. Chơi cho sang trọng, thú vị hơn. Với lại tụi tôi tự chơi với nhau được rồi. Khôi lo mà đi chơi với cái bà chị đó đi. Không chơi, không chơi. Đi, 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 đi. Không thích á, ra tôi làm cho thích. Nhảy lên, 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 đi xuống bơi, nhảy lên. Đi, nhảy lên, nhảy lên. Đi, 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 đi. Cảm ơn chị. Ừ, hay là được nói ta. Nhưng mà tính sao bây giờ?
Trời đất ơi, lại bám với cái con cáo đó nữa hả trời. Ê, chút nữa đi bơi á, bà nhớ bám chặt vô cho tôi nghe chưa. Chú mới đi chơi công viên nước vậy phải không? Dạ. Ủa bộ té nhiều lắm hả? Nhìn bộ dạng tả tơi hết rồi nè. Dạ, con té te tua luôn. Nhìn bộ dạng con bây giờ mắc cười lắm hả chú? Rồi bị thương ở đâu? Có đau không? Dạ không sao. Có điều đi cái tướng không được đẹp thôi. Bước chậm thôi. Sao mà chú? Chú Phong. Ủa? Sao chú nói là chú lên trễ mà? Cậu có hài lòng với nơi này không? Cảm ơn chú. Chào anh. Anh có Long Hoàng Bách không? Giám đốc công ty ngôi sao phải không? Anh còn nhớ tôi không? Lần trước tôi lo trang phục cho bộ phim của anh. À, cô là cô Ngọc Khánh đó hả? Dạ. Cô khỏe không? Cảm ơn anh. Thu Phong, chuẩn bị sao vậy? Đi lên phòng đi. Thôi, Khôi với chị Khánh cứ lên trước đi. Tôi muốn nói chuyện với chú Bách một chút. Vậy hả? Vậy thôi lên sau nha. Mình lên chị. Ủa, Phong quen với cô Ngọc Khánh hả? Đó là một chị bạn rất thân với Đăng Khôi. À, chắc là do canh hai người đó nên mới bị té chứ gì. Dạ. Bộ chân yếu lắm thì sao mà để té lên té xuống vậy? Thấy thường bữa bay nhảy dữ lắm mà. Mà té nhiều vậy chắc đau lắm hả? Thôi để tôi đi mua thuốc cho nha. Thực tình thì hồi nãy tôi không thể nào bỏ chị Ngọc Khánh một mình được. Ai nói gì đâu, tôi rành khôi quá rồi mà. Thôi khỏi cần lo lắng cho tôi nữa, cứ đi mà lo lắng cho bà chị của Khôi đi. Thu Phong, Khôi cãi nhau với Thu Phong hả? Ôi chị Ngọc Khánh. Là chị đúng không? Dạ không phải đâu chị. Thôi mình đi đi, chị đói quá rồi. Bây giờ em đi mua thuốc cho Thu Phong. Chị đợi một tí nha, mua về rồi mình đi ăn. Thôi, em đi đi. Thu Phong nè, nói chuyện với tôi một chút nha. Đang khỏi thích tôi từ rất lâu rồi. Thu Phong biết phải không? Dạ. Bây giờ tôi cũng đã nhận lời của Đăng Khôi thì cũng không sao. Chỉ thích ai đâu cần phải xin phép ai. Tôi cần sự cho phép của Thu Phong. Thu Phong có thể buông tha Đăng Khôi được không? Nếu thích
Nếu Đăng Khôi thực sự thích chị thì đâu cần phải có sự cho phép của em. Khôi cũng sẽ tự tìm đến với chị thôi. Sẽ chờ đợi. Đăng Khôi. Ủa? Chị Ngọc Khánh, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà đây làm gì? Chị có chuyện này muốn nói với em. Tôi học bơi với ai là quyền của tôi, đâu có liên quan gì đến Quân đâu mà Quân can dự vào chứ. Quân lấy cái quyền gì? Ừ, tôi thích Mỹ Hà đó. Tại sao lại cản quyền của tôi chứ? Quân thích kiểu gì kỳ quá vậy? Mà chuyện Quân thích là chuyện của Quân, còn tôi học bơi với ai là chuyện của tôi. Mỹ Hà làm gì mà giận dữ vậy? Quân khùng hả? Tại sao có phải lèo đẻo đi theo một người mà không thích mình như vậy hả? Bộ không có lòng tự trọng sao? Không có lòng tự trọng cũng được. Với tôi, chỉ cần Mỹ Hà là đủ rồi. Có chuyện gì vậy? Hay là chị để em đưa thuốc cho tôi không? Rồi mình nói chuyện nhau có được không? Giờ đây anh chỉ biết mong anh nhớ ta, để không giống như xanh đời ấm. Bây giờ con đã nằm trong trái tim của tôi. Nhìn như vậy, có thể tiếp tục quay một mình tôi thôi. Tình đôi ta còn trôi lạnh lạnh giữa gió. Đừng buồn nhớ anh và hãy luôn mãi đi. Dù ngày mai đây bởi vì yêu thương một phần sẽ chờ đón đôi ta. Đừng nhìn lại. Chị đã nói với Thu Phong. Thu Phong đã chấp nhận. Cái gì? Chị thử hỏi Thu Phong xem chị xét chuyện tình cảm của em thì có được không? Hay là nói chuyện này với Thu Phong sao? Thu Phong nói chị hãy đến với con. Hình như là Thu Phong đã chờ đợi và chuẩn bị cuộc chia tay trước rồi. Làm gì có chuyện như vậy? Ít ra Thu Phong phải nói tôi một tiếng chứ. Nói chuyện với tôi chút nha. Có chuyện gì nói đi. Nói ở đây á hả? Vậy rồi Thu Phong nói lời chia tay sao? Thu Phong nói sẽ buông Đăng Khôi ra rồi. Không phải là Đăng Khôi cũng nên buông Thu Phong ra sao? Cái đó cũng chính là vì hạnh phúc của Thu Phong mà. Như vậy sẽ tốt hơn. Chắc là không sao chứ. Nếu muốn thì tôi có thể đưa Thu Phong về nhà. Vậy nha. Không cần đâu chú. Con cũng đi cùng với bạn của con mà. Nếu bây giờ con về nhà một mình á,
thì ba mẹ sẽ lo là không biết đã xảy ra chuyện gì. Chứ lại nếu như tự nhiên con biến mất á, thì cô cũng sẽ lo nữa. Suy nghĩ xem phải làm gì. Và chắc Phong cũng mệt rồi phải không? Con thực sự là con không biết phải làm sao nữa. Tôi ngồi đó mà suy nghĩ đi. Tôi đi chỗ khác cho. Đang ở trong người, sao không ở trong phòng người ta đây làm gì? Đang đi tìm Khôi. Chỉ có chuyện quan trọng cần phải nói mà. Đúng rồi, lúc nào cũng cho là có chuyện để nói mà. Tôi cũng có cái để hỏi đây, cũng có cái để nói nữa. Thôi để sau đi, thêm một ngày nữa cũng được, thêm mấy giờ nữa nói cũng được. Tôi đang rất mệt. Thêm một ngày nữa, một giờ nữa, Thu Phong sẽ thích thú chứ gì? Chỉ có Thu Phong có chuyện muốn nói cho nên mới như vậy hả? Dễ quá mà. Định nói cái gì? Đến tận đây, đến tôi sẵn trong lòng. Bây giờ định đùa giỡn nữa là sao? Còn Khôi, tôi đây, đặt tôi kế bên người con gái mà Khôi thích. Giờ Khôi tính nói cái gì nữa? Khôi nói đi, tôi đang sẵn sàng nghe đây. Chẳng phải là cả hai bên đều rõ câu đáp án rồi hay sao? Chúng ta chia tay đi. Giờ đây em chỉ biết mong anh nhớ anh, từng dòng thời gian đầy ấm yêu thương khát khao. Câu đáp án đơn giản thôi. Chia tay thì chia tay. Nhưng Thu Phong phải giải thích tại sao. Thôi được, cứ làm vậy đi. Hay lắm. Không thể nào tưởng tượng được. Xuất sắc lắm. Tụi tôi về trước đây. Nếu chúng ta khởi hành sớm thì chúng ta sẽ đến nơi trước lúc nửa đêm. Đi không?
Thì ra vì tôi mà thỉnh thoảng hai người là bất hòa. Tôi là nguyên nhân thôi. Không phải. Lời nói lúc nãy với Thu Phong là khó nói lắm hả? Không phải. Không phải là tôi muốn gieo gánh nặng cho Đăng Khôi đâu. Không phải Tài Khánh. Vấn đề là giữa tôi với Thu Phong chất chứa từ lâu rồi. Giờ hôm nay chỉ chờ có đáp án rồi. Vậy là đã có câu đáp án rồi hả? Cái kẻ bạc tình đó sao cứ phải đi theo cái con cáo đó hoài vậy? Mà còn vội vội vàng vàng nữa chứ. Bực mình ghê vậy. Không biết làm sao nữa. Thu Phong có mệt lắm không? Để tôi kiếm bệnh viện nào gần đây nha. Tôi không sao đâu. Đúng là cái đồ cà chớn mà. Bồ mình bệnh thì không thấy, chỉ thấy cái con nhỏ đó giả bộ bị què. Trời, đúng là giả tạo chưa từng thấy. Xạo ơi là xạo. Tức quá mà. Trời ơi, ủa chiếc xe đẹp quá. Anh ơi, hay là mình đổi xe đi. Tiền đóng học phí để dành cho Thu Phong cũng còn mà. Tiền đó là tiền gì mà đòi đi lỗi đi xe? Con dâu nhà người ta về nhà chồng á, đem theo cả xe hơi. Còn con Thu Phong về nhà mình đem theo cái gì chứ? Thằng Đăng Khôi nhà mình á, đậu đại học mình cũng đãi rồi. Bây giờ con bé đang được ở một chỗ quá tốt, còn muốn gì nữa? Nếu tính toán như vậy á, thì mình phải dâng lễ lớn cho con Thu Phong mới đúng. lễ lớn gì chứ? Gần trúng rồi. Tập trung chút nữa là được rồi đó. À! Ai đó? Ủa sao vậy? Bà ơi! Bà ơi! Bà lấy dầu nhanh lên, lấy dầu nhanh lên. Lấy dầu. Bị như vậy chứ. Đi lấy dầu, lấy thuốc hạ sốt cho nó đi. Trời, nó sốt quá đây nè. Thiệt tình không biết làm sao nữa. Cái thằng Khôi nó đi đâu để con nhỏ vậy không biết nữa. Chị cứ nguyện nó đi. Để em đi mua cho. Cảm ơn sữa nha. Em vì chị mà bận bịu quá. Dạ con chào bác ạ. Con là Ngọc Khánh à. Ủa sao bác gọi cho Khôi mà con là bốc máy? Dạ Khôi đang đưa con trên đường về à. Đang Khôi đang ra ngoài mua nước à. Nói thằng Khôi đi về gấp. Thu Phong đang bệnh nặng đây. Bác cúp máy đây. Thiệt là cái thằng. Ê, hết nói nổi nữa. Cảm ơn chị đây.
mình vừa đi vừa nghe nhạc nhé. Làm gì vậy? Lần đầu tiên lái xe phải tập trung. Không có nghe nhạc được, nghe nhạc rồi sao tập trung lái xe được? Thôi, chạy xe không nên nghe nhạc, phải tập trung vô chứ. Khôi nè, cũng trễ rồi, hay là Khôi ở nhà Khánh đi, mẹ Khánh mà gặp Khôi á chắc là vui lắm. Thôi tôi phải về, ra đón xe tốc hành là được rồi, không sao đâu. Khôi nè, câu đáp án mà Khôi đã tìm á, lúc nào thì trả lời được tôi đây? Nếu tôi ổn, tôi sẽ tìm đến Khánh. Khánh ngủ ngon. Ủa con về đó hả? Con thấy trong người thế nào? Đỡ chưa? Ba ơi, ba thức suốt đêm như vậy hả ba? Ừ, ba thấy con không hạ sốt nên ba lo. Ba. Ủa, thôi thôi, đã hạ sốt thì phải ăn một cái gì, ăn cái gì đó nha con. Ha? Ba ơi, ừ? Con có chuyện này con muốn thưa với ba. Là vì chuyện tình cảm của Ngọc Khánh phải không? Nếu vậy thì ba sẽ trói chân thằng Khôi lại. Ba sẽ tổ chức đám cưới trước khi nhập học. Không đâu ba. Con không thể nào làm như vậy được đâu ba ơi. Nếu con lo cho chuyện tình cảm của Ngọc Khánh đó thì ba sẽ ngăn chặn không cho hai đứa được gặp nhau. Không phải vì chị Ngọc Khánh đâu ba ơi. Chẳng qua là tại vì con cảm thấy mệt mỏi quá. Việc canh chừng Khôi làm cho con cảm thấy mệt mỏi. Đi lại con cũng thích Đăng Khôi nữa. Trời trời trời. Mẹ. Con đâu giờ này mới về vậy? Mẹ có sao không? Không. Thu Phong đâu rồi mẹ? Trên lầu. Khôi. Khôi. Khôi đã vì con mà phải quay lưng với chị Ngọc Khánh. Khôi đang rất khó xử và đau khổ. Cho nên tụi con phải chia tay nhau thôi. Rồi con làm sao? Con sẽ rời khỏi cái nhà này. Con không thể ở bên cạnh Khôi được nữa. Con phải chia tay Khôi thôi ba. Con đã nói chuyện này với thằng Khôi chưa? Thưa ba, con đã quyết định rồi, tụi con phải chia tay nhau thôi. Lòng con đã quyết thì ba không còn cách nào để mà ngăn cản. Nhưng con phải suy nghĩ thật kỹ. Thank you.
Thu Phong, làm gì mà gấp như vậy? Việc chia tay với tôi gấp vậy sao? Cô chịu đựng tôi mệt mỏi lắm hả? Muốn chia tay á, thì chia tay. Con bị quyết định chia tay rồi phải không? Dạ. Anh sao vậy hả con? Có chuyện gì đó không? Ba muốn con cứ ở lại đây cho đến khi nào lên Sài Gòn rồi hãy tính. Dạ thưa ba, vì tụi con có chuyện riêng cần phải sắp xếp, cho nên con xin phép ba cho con về lại nhà con. Cô định đã cho chúng tôi không thể sống ở trên cái đất này được nữa hay sao? Dạ thưa ba, trước khi ba lên Sài Gòn, con muốn rằng những rắc rối trong mối quan hệ của tụi con sẽ được giải quyết hết. À không được đâu. Nếu con đã gọi ta là ba thì việc này con phải nghe lời ba. So với việc gắn kết nhân viên thì việc cắt đứt nó càng suy nghĩ thận trọng hơn con. Ừ, cứ để đi, từ từ suy nghĩ cho nó kỹ đã. Dạ con đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Con sẽ phải làm như vậy ba. À, như vậy là ba sẽ lo cuộc sống cho con ở Sài Gòn. Dạ con cảm ơn ba. Con cũng không biết là mình sẽ phải làm gì nữa, nhưng mà con sẽ tự... được rồi, cô tự ý ra đi theo ý mình thì bây giờ cô cũng tự lo cuộc sống của mình cho tốt đi. Ba, nếu mẹ con đi biểu diễn về á, sẽ cùng bàn bạc lại nha. Dạ. Không được khóc. Có thể làm tốt mà. Nè, Đăng Khôi, không phải như vậy là quá đáng lắm hay sao?
ít ra cũng phải chúc tôi đi bình an chứ. Chúc đi bình an. Sao tự nhiên lại giận dỗi vậy? Cái này là vi phạm hợp đồng rồi đó nha. Đã thỏa thuận trước á là phải chia tay nhau trong êm thấm mà. Không nhớ hay sao? Như vậy là êm thấm lắm rồi. Không có giận hờn gì hết. Đừng có xí vô nữa. Ê, đừng có xí vô là câu nói độc quyền của tôi mà. Nè, mở mắt ra nhìn tôi cái coi. Không thích. Không thích mở mắt ra nhìn Thu Phong hớn hở ra đi. Được rồi. Vậy Khôi nhắm mắt luôn đi. Đừng có mở mắt ra cho đến lúc nào tôi đi á. Như vậy á là Khôi muốn tôi đi lẹ lẹ cho rồi phải không? Được, tôi sẽ đi. Thưa ba mẹ con đi. Ờ con. Con bé này biết điều đó chứ. Thôi ba vô nhà đi ba. Ba không cần phải tiễn con đâu. Ba muốn con gọi tiếng ba thêm lần nữa. Ba. Đúng rồi. Con mãi mãi là con của ba. Ba ơi, khi nào mà ba luyện kiếm á, ba chém được đứt làm đôi trái táo á, ba nhớ phải biểu diễn cho con coi nha. Con đi đây. Ngon gì? Gom đồ mà cũng gom hết nữa. Nè. Đi coi. Cô làm gì vậy? Lên. Nè. Cuốn sách này của tôi mà. Tại sao lại làm của Khôi chứ? Cô nói Khôi không thích nữa, cô cho tôi rồi chứ bộ. Không được rồi. Không thể nào mà xét rõ ngay đây được. Vô nhà đi. Kiểm tra rõ ràng đi. Không muốn đi đâu rồi đi. Nè Khôi. Khôi muốn đòi lại đồ thì cũng phải nhẹ nhàng một chút chứ. Làm cái gì mà ăn nói thô lỗ như vậy hả? Ai thô lỗ? Có gì gấp mà về la lối sùm với ba tôi vậy? Chỉ chuyện nhập học thôi mà thưa không? Có cần phải làm cho mọi chuyện rối beng này không? Thôi đủ rồi nha. Bây giờ mà chia tay là đúng lắm đó. Tôi đi đây. Đi đi. Đi luôn đi. Đi cho tôi hốt nợ, cho nó được thoải mái. Đi đi. Ca sĩ Cẩm Lệ không có hát ở đây.
đã quá hạn tiền nhà 6 tháng rồi đó. Mẹ cô đâu rồi? Dạ con xin lỗi. Không có tiền thì dọn đi chỗ khác đi. Nhà này thiếu gì có người thuê. Vậy trời ơi con ơi là con, sao mà con cứ nằm lì ở trong phòng hoài vậy? Con phải chuyển nhà rồi còn phải nhập học nữa chứ. Dậy mau lên. Con mệt lắm, mẹ đi xuống đi. Con trai, mẹ mua xe mới cho con nha. Mẹ làm gì có tiền mà mua xe cho con? Thì tiền nhập học của Thu Phong còn đó.